Sáng ngày 9 tháng 3, Hội đồng nhân dân thị trấn Tân Biên tổ chức kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026 kỳ họp đã thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu hội đồng nhân dân thị trấn đã thảo luận và bầu ông Nguyễn Chí Công, phó bí thư đảng ủy thị trấn giữ chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn khóa 7 nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối. Thông qua nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị trấn khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026.